chuyên làm siêu âm trước mổ vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu các buổi chiều. Thì dần dần các bệnh nhân ở đấy, nếu mà có bệnh nhân nào mà có thông tin thất thông tin nhĩ mà cần đo từ VVS thì em sẽ dẫn. Lúc đấy sẽ phải đo cả cái lượng thức trái, đo cả cái lượng thức phải, sau đó mình để đúng không? Bài này thì là một bài riêng. Bây giờ xử lý tốt cái phần bài cùng nhá. Bài này bài đến hơi gầy. Thank you.
trước cái trạng 3